Nhìn vào trung tâm học tập cộng đồng quy mô 2.000m² trị giá 2 tỷ đồng ở xóm 7, xã Cẩm Quang này, ít ai ngờ nó được một cặp vợ chồng trẻ đầu tư chỉ để phục vụ miễn phí cho trẻ em ở Cẩm Xuyên. Ngày 18 tháng 6, trung tâm chính thức khai giảng với 4 môn học, tiếng Anh, âm nhạc, bơi lội và võ thuật, thu hút 400 học sinh tuổi từ 6 tới 15 theo học. Trung bình có khoảng 30 giáo viên là các thanh niên tình nguyện gồm đoàn viên thanh niên và cả những giáo viên chuyên nghiệp tham gia giảng dạy, hướng dẫn. Sau 2 tháng đi vào hoạt động, đến nay đã có 60 em tốt nghiệp lớp học bơi, thành thạo những kỹ năng để phòng chống đuối nước. 90 em được học các kiến thức cơ bản về môn võ thuật. Riêng môn tiếng Anh, dù đã mở đến 10 lớp vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu. Đã có 135 em học sinh theo học môn tiếng Anh ở đây nắm vững các kiến thức, kỹ năng căn bản về giao tiếp thông thường. Ngày đến lớp học này em rất là thích vì đến đây có các thầy cô rất là tốt đã giúp các bạn học rất là nhiều kiến thức về các môn. Và em thích nhất là lớp học tiếng Anh vì lớp học tiếng Anh các cô dạy rất là tốt và các cô đã giúp các em, giúp chúng em học nhiều điều hay. Trung tâm này do vợ chồng anh Nguyễn Tiến Thành và chị Trịnh Thị Huyền Trang hiện đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh đầu tư xây dựng. Anh Thành sinh ra và lớn lên từ vùng quê nghèo Cẩm Quang nên luôn mong muốn giúp trẻ em nông thôn trang bị những kỹ năng mà các em còn thiếu thốn. Vợ anh, chị Huyền Trang đã sát cánh cùng chồng trong suốt quá trình đầu tư nguồn lực, thành lập quỹ vì trẻ em nông thôn Viten để xây dựng trung tâm học tập miễn phí. Thấu hiểu được những cái khó khăn vất vả của những trẻ em ở nông thôn, cho nên sau khi mà có cơ hội thì chúng tôi quyết định về đây để thành lập cái dự án vì trẻ em nông thôn. Và cái định hướng của chúng tôi là sẽ trong tương lai sẽ mở rộng mô hình này ra những địa phương khác. Trong trường hợp chúng tôi có đủ nguồn lực và mục đích của chúng tôi là mang lại những cái kiến thức cơ bản, nền tảng ban đầu và những kỹ năng cần thiết cho các em. Theo dự định của vợ chồng anh Thành, sau khi trung tâm đi vào hoạt động ổn định, sẽ kêu gọi thêm các tổ chức, đơn vị, bạn bè hỗ trợ để thực hiện hai phần còn lại trong dự án là tổ chức các chương trình thiện nguyện và trao học bổng cho học sinh nghèo.